Ông Sáu làm đất, chuyện người nông dân tận tụy. Ở cái tuổi 77, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, ông Sáu vẫn gắn bó với đồng ruộng như một người bạn tri kỷ. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ông đã vác len ra đồng. Công việc của ông không đơn thuần là trồng lúa, mà là cả một quá trình chăm chút và nâng niu từng mảnh đất, nơi đã nuôi lớn gia đình ông qua bao thế hệ. Hôm nay, ông bắt đầu bằng việc đáp bờ, làm đường nước và trang phẳng mặt đất. Công việc nghe qua thì đơn giản, nhưng mỗi chi tiết nhỏ đều ảnh hưởng lớn đến vụ mùa. Ông hiểu rằng nếu đất không bằng phẳng, nước không thoát được hoặc bị động, cỏ sẽ mọc tràn lan. Khi đó, cây lúa sẽ yếu, dễ bị sâu bệnh và mất mùa là điều không thể tránh khỏi. Bởi thế, ông cặm cụi cả ngày dưới cái nắng hanh hao. Đôi tay chai sần của ông không ngừng chuyển động, những nhát len đào đều đặn vẽ lên những đường nét ngay ngắn trên ruộng đồng. Hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua, ông mới tạm ngưng để trở về nhà khi ánh hoàng hôn đã nhuốm đỏ chân trời. Công việc của ông Sáu không chỉ đơn thuần là lao động, mà còn là một minh chứng sống động cho sự gắn bó với thiên nhiên và tinh thần trách nhiệm của người nông dân Việt Nam. Dù vất vả, nhưng ông luôn giữ nụ cười trên môi, bởi ông hiểu rằng sự tận tụy hôm nay sẽ mang lại những cánh đồng lúa chín vàng, đầy hứa hẹn trong tương lai. Thank you.